Kính thưa quý vị, trong dịp kỷ niệm 40 năm người Việt tị nạn, ngày 30 tháng 4, ban biên tập bản tin Hoa Thành Đốn sẽ thực hiện một chương trình đặc biệt cuối tuần kể từ buổi phát hình thường lệ tối thứ Bảy 4 tháng 4 2015 đến ngày Chủ nhật 26 tháng 4 2015. Trong 8 buổi phát hình của 4 tuần lễ này, chúng tôi cố gắng trình bày những nét tiêu biểu của người Việt tị nạn ở khắp Nam Châu, sự thành hình của các cộng đồng, tập thể cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, vai trò người phụ nữ Việt Nam, các chương trình giáo dục và bảo vệ văn hóa Việt Nam. Ngoài ra, chúng tôi sẽ cố gắng giải thích tại sao hai tổ chức văn bút Việt Nam hải ngoại và phong trào hướng đạo Việt Nam tại nước ngoài hậu thân của Việt Nam Cộng Hòa vẫn được quốc tế nhìn nhận. Và sau cùng, hai nhà báo Nguyễn Văn Khanh và Phạm Trần sẽ kết thúc chương trình với nhận xét của họ về những bước thăng trầm trong ban giao Việt-Mỹ và vị trí của Việt Nam giữa gọng kềm Nga-Hòa. Mong quý vị hãy đón xem chương trình đặc biệt 40 năm người Việt tị nạn của bản tin Hoa Thịnh Đốn kể từ ngày thứ Bảy 4 tháng 4 2015.